Alo, kính thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết thì ngày hôm qua đó Diễm My nó đã lên một cái video clip ha cả nhà, tiếp tục xuất hiện ha, thì xuất hiện sau khi mà Tà Am họ làm một cái video clip kêu gọi Diễm My là hãy về đó để gặp công an, gặp bộ công an gì đó, đúng không? Thì nói chung là hôm qua nay thì đa số những anh em phân tích thì nói rằng Diễm My xuất hiện lần này thì nó cũng có một cái mối liên hệ nào đó với Tà Am bên bờ vũ trụ, không có một cái mối liên hệ. Một số người thì còn lại cho rằng là chính Tà Am là những cái người đang đứng sau toàn bộ các video clip của Diễm My luôn đấy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đó thì cũng chỉ là những cái suy đoán thôi, bởi vì không có căn cứ nào mình không thấy được. Nhưng mà đó là lý luận, là suy đoán, nhưng mà cái tính xác thực của nó thì thấy cũng rất là cao, bởi vì có những cái sự trùng hợp, trùng hợp rất rất là khó để giải thích, đúng không cả nhà? Không có thể giải thích theo hướng khác được. Từ những cái chuyện bên lề như là một chỗ thì mở đường, đúng không, rồi một chỗ khác thì là hợp thức quá. Chẳng hạn như là trước đó ít ngày thì Tà Am lên một video clip kêu gọi Diễm My về, kêu gọi Diễm My xuất hiện, thì y như rằng là ít ngày sau Diễm My xuất hiện liền. Chúng ta thấy rằng họ phối hợp rất là ăn ý, đúng không? Cũng như là cặp bài trùng đó, phối hợp rất là ăn ý, người nhả bóng là người sút thôi, rất là hay. Tuy nhiên thì khi nhìn vào cái video clip này thì chúng ta thấy rất là giả tạo, đúng không cả nhà? Rất là giả tạo luôn. Có thể khẳng định rằng là gần như 90% cộng đồng mạng người ta nhìn vào là người ta thấy ngay rằng cái đoạn video clip này chỉ là cái sản phẩm của cái của một cái video, hai video clip ghép chồng lên nhau thôi, ghép chồng rồi hậu kỳ rồi chỉnh sửa lại thôi đó. Ở sau này thì núi đá, đúng không? Sau thì núi đá, trước thì ghép ảnh rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ làm một cái video clip cắt ghép cho cả nhà xem. Rất là đơn giản thôi, làm nói thì phải có sách mách có chứng, đúng không, phải làm được mới nói người ta được chứ. Rồi bây giờ để mình chuyển qua cái kia cho nó dễ. Hello, dạ xin chào cả nhà ngang. Đây nè, bây giờ cả nhà thấy đơn giản không? Coi như bây giờ mình ghép xong rồi nè, ghép xong bây giờ Diễm My nó coi như là đang đứng trước cửa Tà Am nói chuyện nè. Mình lấy cái video clip cũ đó Thông báo với quý vị là hả? tôi đã hoàn thành xong hết mấy cái lá đơn để gửi. Rất là đơn giản thôi cả nhà. Bây giờ ví dụ để mình làm lại từ đầu cho cả nhà coi, làm lại từ đầu đi. Đầu tiên đó là mình sẽ chọn cái phông nền trước. Phông nền thì cả nhà sẽ xài cái nào cũng được hết. Giờ giống như là cái video clip của Jimmy thì để là núi đá rồi này kia phải không? Bây giờ mình lấy cái Tà Am đó, xong rồi mình lấy cái hình của Jimmy mình đè lên, đè lên đó, cứ quay một đoạn thôi, một đoạn đó, cắt cái đoạn đầu quả đi để nó lên đó, khúc thôi, demo cho cả nhà coi, làm khúc thôi, nhẹ thôi đó. Rồi bây giờ cả nhà thấy phía sau Diễm My nó có phông nền xanh đúng không, mình làm sao cho nó tiệp vô, chỉ gắn cái hình Diễm My với lại cái hình tạm thôi. Thì đơn giản thôi, ta dùng cái phím chức năng nè, phím chroma nè, thấy không? Đó, bấm vô, bật lên. Thì nó bây giờ nó đang cái phím màu, phím là màu xanh, xanh lá, xanh xanh biển nè. Thì nó xác nhận thôi. Bây giờ ví dụ mình chọn phông, nếu mà quay cái phông nền màu xanh lá thì chọn cái chỗ này là màu màu xanh lá, đúng không? Cái này nó tự xác nhận, rất là đơn giản. Nhưng mà nó sẽ không có tiệp 100%. Do đó chúng ta phải chỉnh nè, thanh công cụ nè, cả nhà thấy không? Đó. Đó, hiện ra rất rõ, thấy không? Rồi. Đó, cả nhà thấy coi hoàn toàn là nó tiệp màu với lại cái phông nền phía sau rồi. Nó. Thông báo với quý vị là tôi đã hoàn thành xong hết mấy cái lá đơn để gửi. Tất cả Không, cả đều... nhà thấy còn đẹp hơn cái của nó quay là ở phía sau núi rừng nữa đó. Đó, nhưng mà nó vẫn có rất là nhiều điểm nó bất hợp lý cả nhà mình. Nếu mà mình tinh mắt mà nhìn vô mình thấy biết liền là cái dao động, cả nhà thấy cái dao động của cái nền nè, cái hình con Diễm My nè, nó
nó dao động khác so với cái nền phía sau. Quý vị, là tôi đã hoàn thành xong hết mấy cái la đơn để gửi. Tại vì cái này làm không có chuyên nghiệp, nó sẽ vậy. Còn nếu mà những cái người mà người ta làm giỏi á, Diễm My này, nó sẽ để đứng cái camera cho đừng có rung ha. Rồi cái phông nền ở sau cũng đứng luôn, thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Còn như cái hình Diễm My cả nhà thấy không, nó làm hai cái nó dao động khác nhau. Bởi vậy nó không có nhìn là biết liền, không có qua mắt được. Mấy cái la đơn để gửi. Rất là nhiều điểm, chẳng hạn như cái cả nhà thấy cái mí tóc nè. Cái tóc của Diễm My nè, thấy không? Mình nhìn thấy là biết liền tóc ở đâu mà nhạt nhạt vậy. Đó. Còn rất là nhiều điểm để mình phân tích tiếp cho cả nhà coi. Rồi, tiếp tục theo cả nhà thấy nè. Em mình rộng ra. Nhà thấy cái mí tóc không? Cái mí tóc của Diễm My. Nè, cả nhà thấy cái mí tóc của Diễm My nè, cái mí này nè, nó rất là mờ, là biết chắc là chỉ là ghép thôi, y như là cái đoạn mình mới làm, cả nhà xem đó. Đó, cộng thêm cả nhà xem một cái đi. Nè, hai cái dao động nè, cái dao động của Diễm My nó khác, còn cái dao động ở phía sau lưng nó khác hoàn toàn. Đó, nhà thấy đi. Đó. Tại sao mà cái hình nền của người vừa con gái này với lại cái này ở sau nó không có khớp nha, đúng không? Cái này lắc qua cái lắc lại đó, nhìn rất là đơn giản, nhìn sơ ngang là biết rồi. Còn nhất là mấy cái mí tóc này nè, nó bị mờ giống như cái hình nãy mình mới ghép đó nha, thấy không? Rồi còn hình tướng cô gái này như thế nào thì nhiều người nói rồi, mình không có nói sâu vô đó làm gì đó, hoặc là ai đứng phía sau hay là gì đó thì cả nhà suy nghĩ thêm đi. Cái này nói nhiều rồi mà toàn là suy đoán không à, không có nói không phải là tà am hay là nhóm toán trần hay là nhóm nào mà đứng phía sau, thì cái chuyện đó từ từ sẽ rõ hơn đó nha. Chứ còn riêng cái video clip này là chúng ta thấy nó giả tạo 100% rồi đó. Cái phong nền đằng sau quay trước xong cái làm cái này, làm cái hình Diễm My này rồi ghép vô. Để đánh lạc hướng một số người nói rằng Diễm My không có tà đam. Chứ nào giờ cứ đưa hình lên cái bị phốt quá trời, nào là phốt chiếc chiếu, phốt cái màu, cái màn. Rồi nói chung là người ta khẳng định rằng Diễm My chỉ ở tà am thôi. Thì bây giờ chơi cái trò này, xóa cái phong cái, đừng có ai phốt nữa. Nhưng mà vô tình lại lòi ra, làm rất là cẩu thả, rất là thiếu chuyên nghiệp, đúng không? Bây giờ nhắc nhẹ luôn, tà am sau này có làm á là kêu Diễm My đứng cái để cái chatbot hay là để cái gì cho cái điện thoại phía trước này nè, nó chắc vô, đúng không? Đừng có rung. Rồi ở cái hình nền phía sau cũng vậy, đừng cho nó rung. Thì chúng ta thấy cái hình nền phía trước với lại cái hình phía sau đó, nó sẽ khớp với nhau. Chứ đằng này cả nhà thấy không? Diễm My thì nó di chuyển một bên, nó ở sau thì cái đá nó di chuyển liên tục luôn không? Mà cái hình nền của Diễm My nó cứ ngắt à. Đó. Này cả nhà thấy không? Cái cục đá thì nó lắc luôn. Còn Diễm My ở trước này cả nhà thấy cái tay nó có rung đâu đó, lắc kiểu đó mà ở như là động đất hay sao, lạng quạng đá rớt xuống trúng đầu luôn á đó. Đó, thấy rất là giả tạo luôn đó. Thử thời cả nhà cầm một cái điện thoại quay selfie hay gì đi, mình ví dụ như mình di chuyển cái điện thoại nó rung thì cái người ở phía sau nó cũng rung luôn, rung nguyên cái khung cảnh. Còn này Diễm My nó rung đi một hướng, còn ở phía sau rung một hướng. Kỳ cục quá cả nhà, giả tạo quá mà. Rồi. Mấy anh nào mà đứng phía sau rồi nhớ rút kinh nghiệm nha, chứ để cái đưa cái clip nào của Diễm My lên cũng bị ta phốt á, không phốt này cũng phốt kia. Ơi, nhưng mà dạo này nghe đồn nhìn thấy hình tướng này thấy cũng xinh gái lại hai cái nha, hay là tại cái điện thoại có selfie gì không biết. Thôi kệ đi, coi như nó vậy cha mẹ nó thấy cũng bớt, cũng đỡ đau lòng hơn là mấy lần trước sao cái tàn tạ tuyền tị quá. Rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Rồi, xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Thông báo với quý vị là tôi đã hoàn thành xong hết mấy cái la đơn để gửi, tất cả đều là do tôi tự viết tay hết. Để tôi gửi.